Minh Phương cùng Đào Di xin kính chào quý vị khán giờ đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng đều đặn mỗi ngày trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý diễn ra ở miền Tây và các địa phương khác trong cả nước vừa được chúng tôi cập nhật. Một người từ Campuchia đi xe khách về miền Tây chưa qua kiểm soát dịch tễ, ngành chức năng đang ráo riết tìm kiếm những hành khách ngồi chung xe. Kiên Giang lại xảy ra cháy rừng, 200 chiến sĩ túc trực xuyên đêm. Hy hữu tai nạn voi quật chết người trong giữ. Chàng kỹ sư đam mê làm tranh từ nút áo, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh thành là Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ và Hậu Giang đã khẩn trương truy tìm những hành khách đi chung chuyến xe đò với người vừa bị cách ly ở tỉnh Hậu Giang. Trước đó, một người dân ngụ phường 1 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã đi từ Campuchia qua cửa khẩu Hồng Ngự, Đồng Tháp nhưng chưa được kiểm soát y tế dịch tễ. Thông tin ban đầu, ông HHT ngụ phường 1 thành phố Vị Thanh về Việt Nam từ Campuchia thông qua cửa khẩu Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp mà chưa được kiểm soát y tế dịch tễ. Sau khi đến Hồng Ngự, ông đi taxi không nhớ hãng xe, biển số xe và đến bến xe bắt xe Phương Trang biển kiểm soát 51B30986 số ghế A21 về bến xe miền Tây. Người này di chuyển bằng xe khách đến quán cơm Minh Phát Tiền Giang rồi bắt xe khách giường nằm Hòa Hiệp biển kiểm soát 72LD00540 về thành phố Vị Thanh. Tối ngày 1 tháng 5, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã tiến hành cách ly tập trung bến xe Vị Thanh. Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm đối với ông T do có biểu hiện ho, sốt. Kết quả xét nghiệm cho thấy âm tính lần 1 với COVID-19. Nên sáng nay, ngày 22 tháng 5, lệnh cách ly, phong tỏa bến xe và các khu liên quan đã được dỡ bỏ. Nguồn tin sơ bộ, xe khách lúc đó có 10 người. Trên đường di chuyển về Vị Thanh có 2 người xuống xe Bình Minh, Vĩnh Long, 1 người xuống xe Cần Thơ, 2 người xuống bến xe Rạch Gòi, tỉnh Hậu Giang và 2 người khác xuống bến xe Vị Thanh. Hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang khẩn trương phát đi thông báo, đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các địa phương có liên quan khẩn trương thông báo trong hệ thống để truy tìm những hành khách còn lại. Không chỉ có tỉnh Hậu Giang mà hai ngày qua, ngành chức năng và người dân của tỉnh Bạc Liêu cũng đứng ngồi không yên vì phát hiện ra một người bán hàng rong đã tự ý đi vào khu cách ly tập trung điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 để bán hàng. Vâng ạ, theo thông tin điều tra mới cập nhật được thì người đàn ông có cái tên Trần Khánh Vui này đã có ít nhất 2 lần đi vào khu cách ly, sau đó còn tiếp xúc với nhiều người khác, trong đó có con gái của mình. Rất may mắn là kết quả xét nghiệm cho thấy người đàn ông này đã âm tính lần thứ nhất với COVID-19. Cụ thể, danh tính người bán hàng rong tên là Trần Khánh Vui, sinh năm 1988, thường trú khóm 5, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tạm trú khu dân cư xóm Huế, đường Đinh Bộ Lĩnh, khóm 5, phường 3, thành phố Bạc Liêu. Hiện tại, toàn bộ gia đình của anh Vui gồm 3 người và một người tiếp xúc gần với anh đã được đưa đến khu cách ly, giám sát dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu. Kết quả xét nghiệm lần 1 của cả 4 mẫu bệnh phẩm đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Với kết quả này, Sở Y tế tỉnh cho biết là không cần cách ly cục bộ khu dân cư ở xóm Huế thuộc khóm 5, phường 2, thành phố Bạc Liêu, nơi người bán hàng rong sinh sống. Học sinh trường tiểu học Kim Đồng, phường 3, thành phố Bạc Liêu, nơi con của người bán hàng rong đang học cũng không cần nghỉ học. Trước đó, theo điều tra, thông tin do bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cung cấp, cơ quan công an đã xác minh chiều ngày 16 tháng 5 khi thấy anh Trần Khánh Vi bán hàng rong đi ngang qua. Bệnh nhân mắc COVID-19 là Hoàng Hoa Thiết, sinh năm 1987, quê quán Hải Dương, đang điều trị tại khu cách ly, đã gọi lại mua hàng. Sau đó, còn có 2 lần bệnh nhân Hoàng Hoa Thiết nhờ anh Trần Khánh Vui mua giúp thuốc lá. Một lần, anh Vui nhờ con gái, học sinh trường tiểu học Kim Đồng đi mua và mang đến cho bệnh nhân. Sau khi tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19, anh Vui và gia đình đã tiếp xúc với nhiều người trong cộng đồng. Có thể thấy trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 thì ý thức của mỗi người dân là rất quan trọng. Hiện sau vụ việc thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác bảo vệ, lập thêm hàng rào ngăn cách giữa bệnh viện và khu nhà dân phía sau bệnh viện, lắp thêm camera an ninh để theo dõi tình hình hoạt động bên ngoài khu cách ly điều trị. Ngoài ra, các đối tượng vi phạm quy định cách ly sẽ bị xem xét và xử lý theo quy định hiện hành. Và thưa quý vị, một trong những biện pháp mà từ trước tới nay được nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam áp dụng để phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19, đó là tiến hành phun thuốc khử khuẩn. Thế nhưng vừa mới đây thì Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO vừa có khuyến cáo rằng biện pháp này không có tác dụng phòng bệnh mà còn có thể có nguy cơ gây hại đến sức khỏe, đặc biệt là khử khuẩn trong nhà hay trong các phòng kính.
Theo các chuyên gia WHO, nếu cần phải khử trùng bất kỳ bề mặt nào, tốt hơn là dùng dễ lau được ngâm tẩm các chất đặc biệt sau khi dùng bàn chải hoặc là giấy ráp loại bỏ các chất bẩn hữu cơ còn sót lại. WHO cũng khuyến cáo không phun thuốc khử trùng trên đường phố vì thuốc khử trùng sẽ mất tác dụng khi tiếp xúc với bụi bẩn. Thông báo của WHO nhấn mạnh việc xịt thuốc ở các hành lang văn phòng hoặc là các buồng kín khác không được khuyến khích trong mọi trường hợp. Xét về tác động thể chất, hoạt động này còn có thể gây hại và sẽ không làm giảm nguy cơ con người bị nhiễm bệnh theo đường giọt bắn trong không khí hoặc là tiếp xúc trực tiếp. Ngoài ra, việc phun thuốc khử trùng lên người có thể gây kích ứng mắt và da, làm co thắt phế quản, buồn nôn và nôn mửa. Chuyển sang thông tin nóng vừa được phóng viên chúng tôi ghi nhận tại Kiên Giang. Như quý vị đang được nhìn thấy trên màn hình, đây chính là hiện trường của vụ cháy rừng phòng hộ thuộc khu vực kênh 4, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất. Vụ cháy đã xảy ra từ trưa hôm qua cho đến nay. Và nếu như chúng tôi nhớ không lầm thì cách đây một tuần trước, hơn 45 hectare rừng tràm của huyện Hòn Đất cũng đã bị bà hỏa thiêu rụi hoàn toàn. Thưa quý vị, thật xót lòng cho những cánh rừng tựa như lá phổi xanh của Kiên Giang hiện đang dần mất đi vì hỏa hoạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những ghi nhận từ vụ cháy mới nhất này. Theo đó, đám cháy bùng phát vào khoảng 11 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2020 tại khu vực rừng phòng hộ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang quản lý. Các lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng cơ động khoanh vùng để dập tắt đám cháy, nhưng do thời tiết khô, nóng và có gió thổi mạnh nên đám cháy bùng phát rất nhanh và lan ra nhiều khu vực. Trước tình hình đó, lực lượng bảo vệ rừng đã yêu cầu sự hỗ trợ từ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, Sư đoàn Bộ binh 4 Quân khu 9 đóng quân trên địa bàn ứng cứu. Trắng đêm qua, hơn 200 cán bộ chiến sĩ đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn khống chế ngọn lửa. Nhưng do điều kiện đêm tối, khu vực cháy nằm cách xa trung tâm, việc hành quân và đưa các trang thiết bị chữa cháy chuyên dụng vào tiếp cận hiện trường chủ yếu bằng ghe nên quá trình tiếp cận đám cháy hết sức khó khăn. Tuy vậy, nhờ sự cố gắng quyết tâm của tất cả cán bộ chiến sĩ và các lực lượng phối hợp nên đến sáng nay, đám cháy cơ bản đã được khống chế một phần. Tuy nhiên hiện nay tình hình thời tiết khô hanh nên nguy cơ cháy bùng phát trở lại là rất cao. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh vẫn đang tiếp tục dồn sức xử lý các điểm cháy lớn, những điểm cháy ngầm, không để ngọn lửa bùng phát và lan ra nhiều khu vực. Liên quan đến vấn đề giáo dục, thưa quý vị, tại Hải Phòng thì một cô giáo đã thông tin trong group chat của phụ huynh lớp với hình ảnh chụp 7 em học sinh cùng với dòng chữ là cô giáo phê bình các bạn đến sớm đã khiến cho nhiều phụ huynh và cộng đồng mạng bức xúc. Ngay trong chiều 21 tháng 5, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã làm việc với Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm lớp 1A, trường tiểu học Quang Trung của phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền về vấn đề này. Cụ thể, sự việc xảy ra vì theo quy định 13:30, các học sinh không học bán trú tại trường mới phải có mặt để không ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của các bạn khác. Tuy nhiên, một số cháu đến sớm hơn đã phải đứng ngoài cổng trường chờ các bạn ngủ dậy mới được vào lớp. Tại buổi làm việc thì cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh học sinh đều nhận lỗi đã không linh hoạt và nóng vội trong trao đổi thông tin, dẫn đến hiểu lầm khiến cộng đồng bức xúc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Tùng đã yêu cầu ngành giáo dục rút kinh nghiệm, xem xét các phương án liên quan đến học bán trú và bố trí địa điểm phù hợp để những học sinh đến trường sớm vào đầu giờ có nơi ngồi chờ an toàn, thoáng đãng trước giờ vào lớp. Còn bây giờ, Minh Phương xin mời quý vị cùng đến với hiện trường của một vụ án mạng hy hữu khiến cho một người tử vong thương tâm. Tuy nhiên, có lẽ ngành chức năng sẽ khó có thể truy cứu trách nhiệm hình sự bởi với nghi phạm đó là một con voi dữ. Cụ thể ra sao? Chúng ta hãy cùng đến với những ghi nhận sau tại Đắk Lắk. Sáng nay ngày 22 tháng 5, Công an huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc một nai voi bị voi hút tử vong. Nạn nhân là anh Dirim Kuan, 32 tuổi, trú tại xã Giang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Được biết con voi này là của ông Đàng Năng Long, người sở hữu nhiều voi nhất Việt Nam. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, anh Dream đến khu vực hồ Lắk đưa voi đi tắm để phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, trong lúc điều khiển voi thì bất ngờ voi quay đầu lại và hút vào người anh Dream nhiều cái khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Lắk đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp cùng các nai voi ở địa phương xua con voi này đi nơi khác để lực lượng pháp y khám nghiệm tử thi. Liên quan đến tai nạn lao động, thưa quý vị, thêm một vụ sập giàn giáo nữa xảy ra khiến cho 4 người bị thương và may mắn là đến thời điểm này chưa ghi nhận có người tử vong. Vụ việc được ghi nhận tại tỉnh Phú Yên ngay sau đây. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 5 tại khu vực đường nội bộ D1, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Theo đó, có 4 người đang đứng trên giàn giáo cao để tô và trát tường nhà. Bất ngờ giàn giáo đổ sập từ tầng 2 xuống tầng 1 với độ cao khoảng 3 mét.
Vụ tai nạn làm thợ xây Nguyễn Tài Sĩ 50 tuổi bị gãy hở xương cánh tay và hai cẳng tay, Trần Minh Phương 52 tuổi bị nứt xương sườn số 2 và có vết thương ở đầu, Phan Ngọc Chỉnh 48 tuổi có vết thương cột sống cổ, cả ba đều trú tại xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, và anh Nguyễn Bá Lương 49 tuổi trú tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa bị vỡ xương gót, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn, lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong những ngày trời nóng như đổ lửa như thế này, buổi tối thì có người ở nhà xem tivi, có người thì đi bộ, người thì ngồi hóng mát trước cửa nhà. Nhưng mà quý vị cẩn thận, bởi giờ ở đâu làm gì thì tai nạn cũng có thể xảy ra với mình bất cứ lúc nào. Vâng, có lẽ là sở dĩ mà anh Minh Phương nói như vậy là bởi vì ngay sau đây, chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với một đoạn camera nóng được gửi đến chương trình với tình huống tai nạn nguy hiểm xảy ra với một người phụ nữ khi chị này đang hóng gió ngay trước nhà. Nạn nhân là một phụ nữ trung niên đang ngồi hóng mát trước cửa nhà. Phát hiện chiếc ô tô từ xa lao đến, người phụ nữ vội vàng chạy vào trong nhà nhưng không kịp. Khi người này đang mở cửa thì bị chiếc xe tông trúng. Pha đâm xe kinh hoàng khiến nạn nhân bị thương nặng và được cho là nguy hiểm đến tính mạng. Đoạn clip kết thúc khi người phụ nữ vẫn đang bị kẹt giữa phần đầu ô tô và bậc cửa, giữa những mảnh kính vỡ. Trong khi đó, cửa kính của căn nhà bị phá hỏng, phần đầu xe ô tô bị hư hại nghiêm trọng. Không rõ tính mạng của tài xế và những người ngồi trong ô tô ra sao. Tiếp theo là cách mua cơm của một nam thanh niên, phải nói là có 102 trên thế giới thưa quý vị. Thế nhưng Minh Phương xin khuyến cáo là quý vị chúng ta chỉ xem thôi để rút kinh nghiệm chứ không nên học theo quý vị nhé. Giữa trưa nắng tại một quán cơm Bình Dân có rất đông thực khách đang dùng bữa. Phía ngoài sân có hai người đã dùng xong bữa, một người đang ngồi nghỉ ngơi còn một người ra dắt xe về. Thì bỗng từ xa một nam thanh niên chạy xe máy, không đội nón bảo hiểm, không mặc luôn cả áo, lao thẳng vào quán cơm. Thật không hiểu là anh chàng này đi mua cơm kiểu gì mà khiến cho chủ quán và thực khách một phen khiếp vía. Riêng anh ta thì chắc chắn cũng chừa sau phi vụ mua cơm không đụng hàng này. Chúng tôi vẫn thường cảnh báo đến quý vị những màn trộm chó của bọn cẩu tặc bằng các thủ đoạn như là đánh bả chó hay là chích điện. Tuy nhiên hôm nay, tên cẩu tặc trong clip đã trộm một con chó giống Malinois vốn thông minh, cẩn trọng và không dễ bị dụ chỉ bằng một cái xoa đầu. Theo chủ nhân của con chó, cũng là người đăng clip cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 5 tại một con ngõ trên đường Trần Quý Kiên, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thanh niên đi xe máy tay ga, dừng xe để tiếp cận con chó. Lợi dụng lúc vắng vẻ, tên này đã đưa tay xoa đầu con vật rồi nhanh chóng túm cổ nó đưa lên xe. Con chó không phản ứng dữ dội, nó suýt rơi ra khỏi xe nhưng ngay lập tức bị tên trộm dùng chân giữ lại, hắn phóng xe đi ngay. Còn tại Hà Nội mới đây, một nhóm người đi trên siêu xe Mercedes màu đen đắt tiền dùng súng bắn trộm mèo tiền triệu của người dân đang nằm trước cửa nhà vô cùng bức xúc thưa quý vị. Hôm qua, chị Tuyết Nga trú tại xóm 2, Bái Tràng, Gia Lâm, Hà Nội cho biết khoảng 23 giờ ngày 18 tháng 5, gia đình chị bị mất trộm con mèo có nguồn gốc từ nước Nga. Con mèo được gia đình nuôi khoảng 6 đến 7 năm nay, có giá khoảng hơn 6 triệu đồng. Sau khi trích xuất camera an ninh của gia đình và hàng xóm thì phát hiện một nhóm người đi trên chiếc xe Mercedes biển kiểm soát Hà Nội đã dùng vật giống khẩu súng bắn vào đầu con mèo của gia đình. Sau đó, một người trên xe đã xuống và mang con mèo đi. Nhiều người dùng mạng xã hội sau khi biết sự việc đã tỏ ra bức xúc trước hành vi của nhóm người đi xe ô tô hạng sang này. Kính thưa quý vị bà con, đây chính là hình ảnh những đợt thanh long xanh mơn mởn ôm lấy thân cây mắm vươn cao tại nhà vườn ở thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước của tỉnh Cà Mau. Sự phát triển tươi tốt của vườn cây này đã khiến cho nhiều nhà vườn xung quanh phải trầm trồ vì không ai nghĩ rằng cây thanh long có thể chịu được trên đất hạn mặn. Và đó chính là thành quả của người nông dân ông Mai Lam Phương. Và cách làm của ông ra sao? Nhà nông thông minh xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Mô hình này được ông Phương áp dụng cách đây hơn 3 năm. Trước đó, tình cờ ông phát hiện cây thanh long ruột trắng bản địa sinh sống và cho trái ngay trên vùng đất nhiễm mặn ở địa phương. Thế vậy, ông mang về trồng thử nghiệm xung quanh bờ vuông tôm, được bố trí trồng gần gốc mắm. Mục đích khi cây thanh long phát triển, bò lên cây mắm sinh sống, không phải đổ trụ bê tông làm giá đỡ như cách trồng truyền thống hiện nay. Sau 3 năm trồng, thanh long bắt đầu cho trái, nhất là vào những tháng mùa mưa. Đặc biệt, trong số thanh long trồng thử nghiệm trên bờ vuông tôm, một vài bụi bị mưa xói mòn phần gốc, không còn tiếp xúc với đất nhưng vẫn phát triển tươi tốt và cho trái thường xuyên. Qua quan sát, ông Vương phát hiện trên thân cây thanh long tự ra rễ bám chặt vào cây mắm và lấy dinh dưỡng trực tiếp từ cây mắm để nuôi sống, giúp cây thanh long phát triển mà không cần bộ rễ bám xuống đất như các loại cây trồng khác. Đây được gọi là hình thức sống ký sinh. Cây thanh long rất phù hợp
chịu đựng được nhiều cái khí hậu khắc nghiệt nhất của cái môi trường hiện tại, chẳng hạn như mặn và gió mặn, không khí ẩm mặn. Và có một cái nữa là cái vùng ngập nước mặn nữa. Thì cái khả năng phát triển của cây thanh long thì cũng đã nghiên cứu, mình thấy mình trồng ở trên á, thì nó phát triển cũng tương đương giống như dạng mình trồng ở dưới nước mặn. Chính nhờ cây thanh long ruột trắng bản địa có khả năng sống ký sinh tốt trên cây mắm nên ông Phương có thêm ý tưởng mới, đó là trồng thanh long ôm gốc mắm dưới vuông tôm với diện tích hơn 1 hectare và đang phát triển tốt trong điều kiện độ mặn lên đến gần 50 phần ngàn. Đối với cái cây thanh long sống ở trên cái vùng nước mặn này thì qua quan sát bước đầu cho thấy thì phần lớn là những cái cây mà trồng trên cái vùng đất, cái khu gập nước thường xuyên ấy, thì cái cây chủ yếu là sống dựa vào cái bộ rễ, cái khí sinh của nó để nó dựa vào cái cây mắm là hút cái dinh dưỡng cũng như nước từ cây mắm. Cái việc ký sinh như thế có bền vững hay không, rồi cái khả năng tiềm năng năng suất thế nào thì cần phải tiếp tục được nghiên cứu để chúng ta có những cái quy trình hỗ trợ giúp cho nông dân, nếu như nông dân chúng ta muốn nhân rộng hơn cái mô hình này. Các nhà khoa học cũng cho rằng nếu mô hình trồng thanh long ôm gốc mắm dưới vuông tôm phát huy hiệu quả và nhân rộng ở vùng đất ngập mặn của tỉnh Cà Mau sẽ giúp cho người dân dưới tán rừng nâng cao đời sống, khi ấy rừng ngập mặn sẽ được bảo vệ tốt hơn và hạn chế được nạn phá rừng. Thông tin tiếp theo thì Đại Duy muốn được hỏi anh Minh Phương, nhìn những hình ảnh này thì anh có đoán được thông tin tiếp theo chúng ta mới đến là gì không ạ? Thật ra thì chưa ạ. Không biết là anh Minh Phương có nhớ về câu chuyện của một chàng trai muốn thu gom tất cả những rác thải nhựa cũng như là tái chế nút áo để làm tranh chống dịch Covid-19 mà trước đây chúng ta cũng đã từng thông tin, với mong muốn là lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và được mọi người chú ý trong suốt thời gian vừa qua không ạ? Nói đến đây thì Minh Phương đã nhớ ra chàng trai này rồi. Mỗi bức tranh làm từ nút áo thì rất là công phu và tỉ mỉ. Và thưa quý vị, không dễ dàng gì để ai đó từ bỏ công việc nhẹ nhàng để đến với một công việc gian nan vất vả hơn với mục đích vì cộng đồng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu nhân vật đặc biệt này qua ống kính phóng viên của chúng tôi ghi nhận ngay sau đây. Nhận thấy được lượng rác thải nhựa quá lớn, rất độc hại với môi trường sống của con người, chàng trai 27 tuổi Nguyễn Phước Quý Thành đã quyết định từ bỏ công việc kỹ sư hóa học ổn định để theo đuổi ước mơ làm tranh từ nút áo. Đến nay Thành sở hữu những bức tranh vô cùng độc đáo và sáng tạo từ nút áo. Đặc biệt bức tranh làm với thông điệp chung tay phòng chống dịch Covid-19 của Thành thu hút nhiều người tham gia. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Nguyễn Phước Quý Thành. Tôi là một nghệ sĩ tranh nút. Cái bức này là một bức tranh cổ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Thì bức tranh này thì hai bàn tay, hai màu sắc là màu xanh thể hiện cho sự hòa bình, màu đỏ thể hiện cho sự nhiệt huyết. Thì cái vòng tròn màu trắng dấu chéo là thể hiện cho sự phòng chống. Còn có màu vàng là tế bào của virus corona. Thì cái nội dung bức tranh này là cái nền thì là nền màu đen, kiểu như là thì màu đen thể hiện cho cái sự tăm tối. Thì trong cái sự tăm tối đó thì có hai bàn tay nhiệt huyết để bảo vệ cùng với cái hòa bình, hai bàn tay cùng chung tay, ý là mọi người cùng chung tay để phòng chống, loại bỏ cái dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Thì đây là một trong những bức tranh mà tôi tâm đắc nhất tôi đã từng làm. Công việc nào ở giai đoạn khởi đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn, hơn hết là khi Thành từ bỏ việc làm vốn là mơ ước của nhiều người để đến với đam mê làm tranh từ nút áo. Càng gàn dở hơn khi mục đích làm tranh của anh không phải vì làm giàu mà chính là muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường. Gia đình tôi phản đối nhiều, thời gian đầu thì bỏ mặt không nói chuyện, kiểu như là cho tôi là bị thần kinh, tâm lý không bình thường. Rồi bạn bè thì đem cái chuyện tôi làm dòng tranh này ra đùa cợt, nói là tôi sẽ không thành công. Lúc đầu tôi cũng muốn từ bỏ, nhưng mà tôi cứ nghĩ là cứ cố gắng, cứ không buông, cứ quyết tâm làm tới cùng sẽ có một ngày
sẽ có người biết đến. Về mặt kỹ thuật, kiểu như là không ai dạy làm cái thể loại này hết. Tôi tự mày mò, rồi những hạt nút tôi cũng tự đi kiếm. Tôi cũng đến nỗi cách mà lắp lên tôi cũng tự nghiên cứu tôi lắp, chứ không ai chỉ hết. Từ A tới Z đều là tôi nghiên cứu tự làm hết. Nói là làm, chàng trai trẻ này đã đi thu gom những nút áo không còn sử dụng hay bất kể thứ vật dụng gì liên quan đến nhựa để tạo nên bức tranh nút áo với nhiều thông điệp ý nghĩa khác nhau. Nhựa, nếu biết sử dụng đúng cách, cũng có thể lưu giữ kỷ niệm và làm cho con người vui vẻ hơn. Đó là điều mà Thành luôn tâm niệm. Tình cờ tôi đi với một người bạn thì tôi thấy ở trên mạng đăng nút áo có thể làm nên một bức tranh. Thì tôi đọc được cái dòng sơ sài như vậy. Rồi tôi giờ tôi tìm hiểu là tranh nút áo là như thế nào. Tôi thấy những cái hình ảnh người ta làm, rồi tôi nhìn hình ảnh là tôi tự sáng tạo theo cách riêng của tôi. Theo Thành, để làm được tranh này cần phải có sự kiên nhẫn, óc sáng tạo, sự tỉ mỉ và đam mê. Công đoạn để làm ra sản phẩm tranh nút là đầu tiên Thành sẽ tìm nơi thu gom các hạt nút vứt đi và mua lại. Sau đó thì Thành sẽ vẽ phác họa hoặc là in ra giấy những hình ảnh cần làm. Công đoạn khó nhất là phối màu sắc và nghiên cứu dán nút làm sao để mang lại thẩm mỹ đẹp nhất cho bức tranh. Đây chính là sự sáng tạo mang dấu ấn riêng biệt của chàng trai trẻ. Đây là một cái dòng tranh sạch. Thì thứ nhất là nút áo là làm từ nhựa, có thể đây là một sáng kiến tái chế rác thải nhựa để giúp người ta nhận thức tốt hơn cách xử lý rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Cái ý tưởng của tôi là tôi muốn từ những cái rác thải nhựa độc hại như vậy để làm nên những món quà ý nghĩa tặng cho mọi người và làm nên nhiều thể loại khác nhau. Giờ đây trong bộ sưu tập tác phẩm tranh của mình, Thành đã có hơn 100 bức tranh với đủ nội dung và kích cỡ. Mỗi bức tranh đều mang một thông điệp bảo vệ môi trường khác nhau. Trong tương lai, chàng trai trẻ Nguyễn Phước Quý Thành mong muốn nhiều bạn trẻ biết về thể loại tranh này, kêu gọi các bạn trẻ cùng nhau làm, cùng nhau tổ chức các buổi triển lãm tranh nút áo. Bởi nếu một mình Thành làm thì sẽ không giúp được nhiều cho môi trường. Thành là người đầu tiên lan tỏa đến các nước khác trên thế giới biết đến Việt Nam về thể loại tranh nút áo độc đáo này, có phần bảo vệ môi trường trong xanh, sạch đẹp hơn mỗi ngày. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay. Quý vị khán giả đừng quên gửi những phản ánh, những ý kiến hay những mô hình độc lạ, câu chuyện nhân văn giữa cuộc sống đời thường về chương trình qua số điện thoại đường dây nóng là 0971225053 để bà con miền Tây cùng chia sẻ và cập nhật những thông tin nóng hổi quý vị nhé. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Còn bây giờ thì Đào Duy và Minh Phương xin kính chào và hẹn gặp lại.